Món này kêu là chicken pad thai các bạn. Nó gồm có bánh phở, giống như cái cọng giống phở, gà, mà nó phải có trứng. Cái sốt của nó là có me, nước mắm, tỏi. Cái vị của nó là phải là người chính, cái taste của nó là phải có me, đậu phộng, sốt của pad thai, chicken, và xào cái rau trước. Khi mà nó vô đông nhiều đó là mình làm nó kịp. Sốt thì mình mua cái loại này, mình về mình cũng pha thêm chút đường, nước. Thank you.